Could you see my screen? Có thấy màn hình của không nha? Rồi. Thế à? Bài tập rất là quen luôn. Find the differences between pictures. Tìm điểm khác nhau giữa hai bức tranh cho cô ha, là nói cho cô biết. 1 minute to look at, 1 phút để tìm ra điểm khác nhau. Bức tranh số 1 là thuốc tranh đó cô. Ừ, rồi, tạm thời con nó bên trái, thường là bên trái sẽ là số 1. Số 2 sẽ là bức tranh bên phải. Đây, 1. Ở đây, 2. Bức tranh số 1. There is not There is cloud. no. À, nữa cứ in no cloud. In the sky, đúng không? Trên trời không có mây. Sky. There is no clouds in the sky. There is no clouds in the sky, đúng không? Rồi, Một but cũng có khó khăn. để cô nói một But cái cho Như làm there động lực nha. is. Ráng xong được 2 bài tập bài này với bài sau mình chơi game. Rồi, có động lực chưa? Bắt đầu. Cô nói đi chứ. Tiếp đi. Nói đi cô. There is no, tới con Ủa? nói mà. There is no clouds in the sky in picture one. Rồi tiếp tục đi. But Má yeah. Đi con nói cái tiếp theo, không nói cái mặt trăng với mây nữa nha. con Đi phải cô. nói so sánh giữa 2 bức tranh chứ, mới nói bức tranh thứ nhất mà. Còn bức tranh thứ hai thì sao? But there are clouds in the sky in picture number two. Đúng không? Rồi tiếp tục. Trên trời còn gì khác biệt nữa không? Kể luôn. À, there are two bad. Rồi con. There are two bats, đúng rồi. In picture. Number one, but there are one bad in picture two. Tiếp tục, continue. Thì cô thấy là còn nhiều điểm khác nhau nữa. Vẫn còn nhiều điểm. Con người nè, có kiểu cái bài này khó nói cô ơi. Có Thì cái nào khó con để nói sau, cái nào dễ mình nói trước. Ví dụ đây cô thấy 2 cái cây bên đây nè, bên đây 3 cái nè, dễ nói nè. Nói cái điểm đó cho cô đi, cây á. There are two trees with a lot of leaves in Ok, picture giờ con number lười one. quá. But Sách của con thấy nó cũng không có gì hết á, con lười quá. mà quan trọng mới hỏi là nếu như con không làm hôm nay ngày mai con cũng phải làm mà, đúng không? Hôm nay hay ngày mai thì cũng phải làm thôi à. There are
two, three, with a lot of leaves in picture number one. But như thế nào? Tự điền vào cho cô xem. Cô giúp như là một vế rồi đó. Rồi, cái đó. À. Cái bức tranh dịch chuyển thì để coi xem, nó chỉ còn một cái điểm khác nhau đó thôi. Rồi còn cái điểm cái lá, cái cỏ hay là cái lá gì đấy. Điền tiếp đi con. There are two trees with a lot of leaves in picture number one, but như thế nào in picture number two? Ủa, tương tự mà. Tương tự, chỉ cần ghép cái này thay đổi chút xíu xuống vô cái vế này là xong mà. Tree. There are three trees. Rồi. With a lot of with imitative. Không có là mình dùng chữ with down nha. With là cùng với cái gì đó, còn with down là không cùng với một cái gì đó. With down leaf. In picture 2, easy, dễ mà đúng không con? Vậy thôi, vậy là xong rồi đó. Điểm khác nhau tiếp theo. Có cần cô chỉ ra giùm không? Hay là con như thấy rồi? Cái cỏ này bên đây, còn bên đây là cái con kéo. Đây là đúng không? Đám cỏ nè, bên đây không có nè. Rồi con mèo đang nằm ở đây nè. Bên đây thì nó, bên đây thì nó đang chạy ra nè, chạy ra khỏi nhà nè. Rồi gì nữa? Con nhện nó bò được tới trước cửa đây nè. Mọi chuyện này nó mới bò trên tường à. Rồi ở đây có hai cái cửa sổ nè. Đây có một cái cửa sổ nè. Rồi, con thấy chưa? Cô liệt kê ra những điểm khác nhau cho con rồi đó. Ở đây có một cái ông đang quét nhà nè, mà bên đây ổng thành leo thang rồi. Rồi cô liệt kê ra hết rồi, hay như chỉ có việc nói thôi. Đầu tiên phải xác định cho cô là con muốn nói tới cái điểm nào. Con muốn nói cái điểm cái cỏ. Cỏ thì một bên có, một bên là có, một bên là không. Vậy là xong. There is a grass near to the house. Grass là bị sai nha. Grass là không đếm được, cỏ không đếm được. There is grass. There is grass in picture number 2, but there is no grass in picture number 1. Vậy là xong. Rồi, giải quyết được cỏ rồi. Tiếp theo, tới ý gì? Con nhện kìa, con nhện dễ nói. Bức tranh thứ nhất thì nó leo trên tường, còn bức tranh thứ hai thì nó leo cánh cửa. Nói sao cô dịch cái điểm Việt cho con ấy. Đó, nãy cô mới dịch rồi đó. Con nhện nè, ở bức tranh thứ nhất thì nó đang bò trên tường, còn ở bức tranh thứ hai nó bò trên cánh cửa. Bò là gì vậy cô? Bò là gì? Con tự tìm hiểu xem cho nhớ chữ cô nói, nhưng cô không nhớ nữa. Con phải tự xem thì mắt con nhìn con mới thấy được. Kê cho cô bò là gì? Con bò là, bò là cow mà cô. Không, động từ bò cơ. Động từ bò. Tra cho cô là chữ bò mà động từ cơ.
Bò được. Ừ, tra đi cho nhớ. Ra Draw up, đúng không? Đúng không? không biết. Draw up, cô chỉ như cách để kiểm chứng nè. Bây giờ con lên Google, con bấm cái chữ draw, nó hiện ra hình ảnh gì? Không phải là bò không? Thì chữ đó đúng. Đó, sau này như tra bất cứ cái gì ha, bằng tiếng Việt sang tiếng Anh, xong rồi con lại copy ngược cái chữ tiếng Anh đó lên Google, nếu như nó hiện ra hình ảnh thì chứng tỏ cái chữ đó đúng. Sao nó hiện ra hình gì? Không có hiện ra luôn cô. Con vô Google hình ảnh á, Google hình ảnh biết bấm vô Google hình Ồ. ảnh không? Hề. Cây. Ra chưa? Ôi cô làm thử cho con đi. Cô làm thử ha. Rồi đây, để cô chút xíu, Đây, Google để cô làm. mở, để cô mở hơn Google lên, cô làm thử cho con coi. Mở đi. Rồi, could you see my screen? Tay ha, có chữ ra cho Chưa cô chỗ này đúng không? Bấm chữ hình ảnh ha. Ra nè, bấm chữ hình ảnh trên đây nè. Nó hiện ra nè, đó những cái hình bò nè, con thấy không? Bò, bò, bò. Vậy là chứng tỏ chữ này đúng rồi. Nếu như, để chắc chắn thêm một lần nữa, con lại dịch ngược từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho cô. Đây. Với tất cả ha. Đó, vậy là đúng. Bò, trường, đi theo con đường đã có sẵn. Vậy chứng tỏ chữ này là đúng. Sau này nhớ cách tra cho cô ha. Đầu tiên, mình tra nghĩa từ Việt sang tiếng Anh. Bò, tiếng Anh là gì? Cần thiết thì mình thêm chữ động từ vào. Nó hiện lên chữ ra đúng không? Đào kết quả cho ra là chữ ra nè. Cô ghê nha, cô làm máy tính quá à. Rồi, Thiệt động từ mình kiếm chữ động cô từ xài ha. máy tính. Đây, draw. Rồi bắt đầu mình copy chữ này ha, copy chữ draw này. Cô ở đâu vậy? Đây là Sao con vậy? đó, chữ draw này nó có hiện lên nè, đó bò gì đó. Xong rồi con lại đánh cái Từ chữ cô. này vô, con đánh cái chữ này vô lên, con ngược trở lại, con lên chữ Google nè, con bấm, con đánh chữ draw lại cho cô. Để con một xíu, để con một xíu, để con một xíu. Đó, nếu như nó hiện ra cái nghĩa tiếng Việt đúng như ý mình muốn thì chứng tỏ cái từ đó mình có thể dùng được. Cô để em trạng thái. Ok, con biết cách à. Biết Cô cách thử thêm một chữ ha, cho. thử thêm một chữ cho con là ví dụ chữ nào mình không biết, ví dụ như chữ chữ gì mình không biết ha, để cô nghe coi. Pollution. Pollution Hãy là ô nhiễm. Con không biết chữ ô nhiễm là gì, con ghi cho. Ô nhiễm tiếng Anh là gì ha? Tiếng ô nhiễm tiếng Anh là gì? Ô nhiễm tiếng Anh. Đây. Kết quả cho ra là chữ pollution. Để chắc chắn thì mình phải copy cái chữ này lên ngược lại bằng tiếng Anh. Pollution là gì? Nếu như Oh kết quả cho ra chữ ô nhiễm nè thì mình sẽ dùng cái chữ đó. Được không?
Đó là cách để mình giúp mình kiểm tra xem cái từ mà mình tra có đúng chính xác hay không. Còn nếu như nó ra cái nghĩa khác thì bắt buộc con phải tìm chữ khác, con phải quay ngược về tiếng Việt, con tìm chữ khác cho cô. Rồi, nhớ cô cách này ha. Rồi, bây giờ thử nha. Bây giờ thử như thực hành đi, để sau này có gì như tự làm được. Không biết Cho họ cô cũng nó biết, dài lắm cô. cho cô biết chữ nuốt. Chữ nuốt tiếng Anh là gì? Cô nói gì? Nuốt. Chữ ăn á hả? Nuốt. Ui Chữ ra trong chữ nuốt có con nuốt, nuốt thức ăn nè, nuốt nước miếng nè, chữ nuốt á. ai có cái chữ nước đấy đấy và có cái chữ nước Thì chữ nuốt. Rồi dùng cái đó cho cô nước thử coi. là Sua Clowin. Không biết đọc không? Sua gì á? Rồi, có tìm được chữ Lâu nào con quá. copy ngược lại chữ đó ra tiếng Anh cho cô. Ok. Cái chữ này khá dài. Nuốt động từ nha, động từ nuốt nha. Copy ra nó mà hiện được, nó hiện nghĩa là chữ nuốt thì mình có thể dùng được. Không. Nếu không là không phải rồi, không dùng được chữ đó rồi. Thử lại lần nữa cho cô. Swallow thì phải á. Rồi nếu vậy thì copy chữ đó ra Google. Coi tiếng Việt nó ra nghĩa gì, nếu như hiện ra chữ nuốt là chứng tỏ mình dùng chữ đó đúng. Không mở của cha cái trường này khó mà. Nhưng mà sau này không có cô rồi con biết đường không? Con phải tự ra được chứ. Sao nó có hiện ra chữ nút không? Nó hiện ra chữ snow rồi đó, con có bấm lên nó cũng là cái chữ đấy. Trời ơi, nói chung là rối lắm cô ơi. Sao lại rối ta? Rồi để đó cô thực hành cho con coi nè. Thêm Rồi, chữ gì? Cô nói chữ gì? Chữ nuốt đúng không? Nuốt chính tiếng Anh xác là gì? Đây, nó hiện cho mình chữ swallow nè. Swallow. Bây giờ con bấm ngược lại chữ swallow này sang tiếng Việt cho cô. Swallow là gì? Nè con, đúng rồi nè. con nói mà Đó, thấy không? Đúng rồi, swallow. Dạ, đúng rồi. Nó hiện ra cái nghĩa giống như mình mong muốn là đúng rồi. ủa mà cô đừng có viết con nãy con làm sao mà cô sao chép một cái từ đó hay vậy ta Đây nè, cô copy thôi mà. copy Nhấn nhấn chuột rồi phải viết nè, tô nè, nhấn chuột phải nè, bấm copy nè. Lên đây mình bấm chữ pass thôi. thôi con làm dựng đúng rồi được rồi này cô. Và là con dùng Ctrl V là được. Ctrl V, Ctrl C và Ctrl V ha. Khởi trời. Đó, nè. Như nhìn cô nè, chữ nuốt rồi đúng không? Cô không hề bấm chuột nha. Con bấm trên bàn phím nè, chữ Ctrl với chữ C nè. Rồi cô đưa con chuột lên đây nè. Cô bấm Ctrl V là nó tự động nó ra. Đúng không? Con thử làm xem. Ý. Đầu tiên là cái Ctrl control C. C. Mà phải tô đậm trước nha, phải tô cái chữ đó mới được nha. Tô nè. Rồi Ctrl C. Rồi ấn nó trên đây. Bấm Ctrl V. Được không? Oh.
Control, con biết cái nút control không? Control là cái Không nút trên trên cái bàn phím chữ C, chữ T, chữ R, chữ L á. Nè, Nãy con C, bấm lộn chữ T, R, shift. L. Nãy con Shift bấm là lộn chữ 7 rồi. shift. Đó là chữ Là quá control nè. lộn. Control C với lại control gì đó. V. Control V. Control C là copy, control V là paste. Ghê nha. Trời ơi, con hiểu được máy tính thế cô. Còn hơn 7 à là, còn hơn 10 tuổi mà chưa bao giờ gặp cái trường hợp như thế này. Được không? Bây giờ cô. Được rồi đúng không? Ừ. Rồi. Trở lại bài học của mình ha. Bây giờ có phải là đánh trống bảng quá mấy phút cô? Rồi tiếp tục đi con. Điểm khác nhau nào nữa? Bắt đầu tiếp tục. The spider khỏi để tên nghe cho nó mệt. The spider is Cô ghi đây cô. Để cô dẫn cô brawling. đi. Cái chữ hồi nãy đó mà Như tra được có nhớ không? Raw nè. Rồi, thêm in vào trạng thái nó đang bò ha. The spider is brawling on the wall. Chữ word này học rồi Cô ha, ghi word đây. in picture one. Rồi sau này đi thi rồi ai ghi cho con bây giờ? Phải tập tự làm ha. But rồi tiếp tục. But gì in picture number two? Với But the với spider tương tự luôn, đang bò y brawling. Cánh cửa là gì? Rowling the door. On the door in picture number two. Vậy là xong. Điểm khác nhau tiếp theo. Con mèo đó con. Rồi. Con mèo. Bên xíu. Lẹ lên đi Như. Không kịp thời gian chơi game rồi Như ơi. Lẹ lên. Ok. Tôi vẫn cứ cái này. Con mèo dù cô nó không mèo gì không muốn kìa. Con mèo đang nằm ở trên tấm thảm. The cat Nằm là sleep được. lying hoặc là sleeping cũng được luôn. Sleeping. Tấm thảm là gì học rồi? On. Bài trước. On. On the là gì? The cat is sleeping on the mat. Chữ mat nhớ không? Học rồi nha. Cái bài tập trước Tấm tôi gặp thảm chữ luôn. này rồi. Mat. Tấm thảm. Ồ. Tiếp đi. À. Tiếp đi con. Not Mr. One, but the cat bò. Cái đó cũng bước chân hai con mẹ làm cái gì cơ? Con mèo đang chạy. The cat Nhưng mà phải dùng hiện tại tiếp diễn là y running. run. Running. Tiếp tục. Người đàn ông. The man. Quét là gì? Đó, chưa biết thì dùng cách hồi nãy tra cho cô đi, cho cô đáp án. Quét. Quét nhà là gì?
Quét sân hay quét nhà cô? Quét sân cũng được, tùy con. Cho cô đáp án chữ quét sân là gì? Si lên đây cần chôn. Cô hỏi nè, cái lần đầu tiên đó mình làm là nuốt rồi, còn cái lần thứ hai mình làm thêm là mình đánh sao nữa, chứ không có ra cái từ mà con làm nữa cô. Có chữ nuốt đó hiện ra chữ swallow đúng không? Con copy chữ swallow đó ra. Con tô đậm chữ swallow xong rồi con bấm Ctrl C, xong con lên cái khung con bấm Ctrl V. Xong Rồi cho cô đáp án chữ quét là gì? đang cha cô ở chứ. Cô nè, mà có lặp lại cho rồi. Rồi, cô giao như 10 giây nữa nha. Trong đáp án nha. 10 giây bắt đầu. Clear the Clean the yard là làm sạch sân. Nhưng mà cái chữ quét mình nó có một chữ của nó luôn mà. Chữ quét có chữ của nó luôn mà. quét. Con tra thử xem chữ quét nó cũng có chữ của nó mà. Đây nè, quét. Tiếng Anh là gì? Bài gia Quét sân. Where to stand? Clean này ra, quét dọn. Quét dọn. To stand? Rồi, đây. Cô làm được mà không bị sao đi. Hay. Đây, sweep the yard nha con. Sweep the yard. Là quét sân. Sweep the yard, quét sân. Sweep the yard. Trời ơi, nhiều vậy cô. Sweep the yard. Đợi khí. Sweep the yard. Quét sân. Rồi, bây giờ biết từ vựng là nói cho cô đi. Cô ra cái trang mà đó vậy. Sweep the yard. Như ơi, làm cho cô câu này đi con. Sweep the yard. Mà cô đưa ra cô có cái trang đó hay vậy? Mà quan trọng là con tìm cho cô cái câu này chú đi. Làm cái câu này chú đi. Biết để do. Bức tranh thứ nhất thì người đàn ông đang quét sân, còn bức tranh thứ hai thì anh ấy đang lau cửa sổ. In picture one, but the man lock cửa sổ. Ủa cái gì? The man gì? Lâu là Cái vế với cô chưa có nghe. The man is gì? The man gì? The man gì? the one. The man dùng hiện tại tiếp diễn cho cô. Is sweeping the yard.
In picture one, bird, bird gì? The man. Lâu, con chỉ cần chỉ lâu nữa thôi. Để dùng cái cách của cô nữa. Lâu. Whip đúng không cô? Whip là quét ra con. Không, whip cái chữ mà đúng là diêu. Y. Bờ e á. Rồi bây giờ thì con thử copy cái chữ đó lên cái kia đi, coi nó có đúng không, cái nghĩa tiếng Việt của mình muốn không. Wow. Không phải thì tìm chữ khác. Lâu lâu cửa sổ. Window cô. Clean the window. Bây giờ muốn biết chắc chắn thì copy cái cụm đó lên, xác nhận là một lần nữa. Có phải clean the window không? Cô nói gì vậy? Bây giờ nói tiếp gì tiếp đi cô? Đúng không? Nếu như đúng rồi thì làm tiếp cho cô đi. But the man clean the Phải window không? immediately. Nhìn lại câu trên. Câu trên cô dùng thì gì? The man cleaner. Không, cleaning à? Hả cô? Cleaning gì? The window immediately. Ừ, đúng rồi. Còn ý cái cửa sổ nữa là xong rồi đó. Còn cái cửa sổ nữa là xong rồi nè. Cái gì cô? Còn cái cửa sổ đó con, không thấy ha? Đây nè, bên đây có hai cái nè, bên đây có một cái nè. Thấy không? Bên đây có một cái nè, bên đây có hai cái nè. Rồi nói cho cô là There are two windows in picture one, con nói vậy but không rõ. To biết to window nào, ở đây có quá trời cửa sổ, biết cái cửa sổ nào. no. Phải nói là on the left hay là on the right hay là in the middle, cửa sổ bên trái bên phải hay là ở giữa. Ở đây thì mình nói là vừa bên trái vừa bên phải luôn. The windows on the left and the right, cả hai bên luôn đều thiếu một cái. Anh Vậy là con nói là there are two small windows on the left and the right of the house in picture number one, but on the lab cô. left and right. Như có học về phương hướng chưa nè? Left là bên trái, right là bên phải. There are two small window. Two small window on the left and the right. Two small window on the left and there are two small one on the right. In picture one, but tương tự như vậy. Là cô bức tranh thứ hai. Rồi cô giúp như là một vế rồi đó, vế còn lại như làm đi con. There are two small windows Window. on the left. There are two
The moon was on the right meter one. But thế có những chữ hiểu nè. There are one small window à, on the có left. hai cái cửa sổ nhỏ phía bên trái và hai cái cửa sổ nhỏ phía bên phải. Rồi, bức tranh số 2 thì mình chuyển số 2 thành số 1 là xong. Phải đề A không? 1. 1 và dùng đề A là cô quýnh nha. There is a small window on the left and there is one small on the right. Chữ one này là thay thế cho chữ window ha. Cô không thích nói window nữa, cô thay bằng chữ one. Thêm S vào là số nhiều. Bỏ S đi là thay thế danh từ số ít. Thay vì cô nói two small window nữa, cô không thích nó bị lặp từ window. Cô dùng chữ one thay thế ha. Okay, so we stop here. Như nhớ về ôm lại cái phần so sánh này cho cô vào bữa sau. Cô kêu Như so sánh lại lần nữa nha. Rồi, ok, so see you tomorrow, Như. Yeah, goodbye teacher, see you again. Good night.